Ngoài táo đỏ Tân Cương hiện tại mình đang bán là 100.000 đồng một cân thì bên mình có cả táo bụi có loại này là táo bụi nhược khương và nó 100% chín ở trên cây. Cái giá mình đang bán là 120.000 đồng cho một cân. Táo bụi nhược khương này là nguyên bụi không qua sấy rửa và nó chín ở trên cây tự nhiên 100%. Và đây là loại thượng hạng được ít người biết đến và cái số lượng nó không quá nhiều. Cô chú anh chị có thể thấy là phủ ở lớp ngoài của cái quả táo nó có một cái lớp bụi ở bên ngoài. Và cái này khi mà chúng ta về chúng ta sử dụng nó rửa qua một lượt nước sạch. Sau đó thì chúng ta có thể nấu trà, nấu canh, nấu trà hay là ăn trực tiếp. Ở ngoài quả táo nó có cái lớp bụi này thì nhìn khá là giống mốc nhưng mà hoàn toàn không phải mốc nhé cô chú anh chị. Là 100 phần nó là bụi của quả táo. Đặc điểm của quả táo này là nó có mùi thơm và ăn nó ngọt hơn so với táo đỏ tân cương. Táo này thì giữ nguyên được các cái chất dinh dưỡng vốn có và không có một chút chất bảo quản nào. Táo đỏ thì giúp bổ máu, làm đẹp da, bổ gan, giải độc, bổ tỳ bổ trung khí, ăn thần, giải tỏa stress và đặc biệt là nó chỉ mất ngủ khá là tốt. Cái táo này khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta bảo quản để ở chỗ khô ráo thoáng mát là được và nó rất là dễ bảo quản thôi ăn thì lại cực kỳ thơm và ngon trước khi ăn thì cô chú anh chị nhớ là chúng ta phải rửa sạch đi tại vì cái lớp bụi ở bên ngoài là chúng ta ăn không được nha giá thành nó có cao hơn loại táo bình thường 100 ngàn một cân đó nhưng mà cái chất lượng thì nó sẽ thơm và nó ngon hơn thì cô chú anh chị có thể tùy mong muốn của mình đó, thì mình sẽ chọn cái loại táo nào. Thực ra cái loại táo 100 000 một cân là cái loại rất là ngon rồi, nhưng mà tại này nó sẽ thơm hơn và ngon hơn một lần. cái vị ngọt thì nó cũng sẽ cao hơn. Mỗi một gói thì bên mình cũng sẽ đóng 500g và một cân là hai gói với giá thành là 120 000 một cân còn đối với táo đỏ Tân Cương đó thì hiện tại bên mình vẫn bán giá là 100 nghìn. Giá thành bên mình sẽ tùy vào thời điểm, tùy vào giá nhập mà mình bán. Thì cô chú anh chị có nhu cầu về táo đỏ Tân Cương hoặc là táo bụi nhược hương này thì có thể liên hệ mình theo cái số điện thoại mình đặt ở trên màn hình 0971 85 8882. Số đó mình có Zalo luôn thì mọi người có thể nhắn tin Zalo hoặc là điện cho mình.